Xin chào quý vị và các bạn trên màn hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi là buổi tường thuật trực tiếp giữa hai đội Real Toma gặp FC Kizuna. Phải nói là với nhau trong ngày hôm nay. Thời tiết ngày hôm nay khá mát mẻ. Buổi sáng trời hơi lất phất mưa, nhưng thế nhưng khi bước vào trận đấu, rất may trời đã tạnh khô ráo. Quả là một điều kiện lý tưởng cho hai đội. Vâng, mới vào đội hình thôi nhưng hai đội đã tỏ ra rất tập trung và năng nổ trong mỗi tình huống. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, đội bóng Real Toma mặc quần áo màu truyền thống là sọc đỏ và trắng, bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Đối thủ của họ là Kizuna mặc áo màu xanh, còn xanh áo trắng bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Ở đây là Mạnh Tùng, người đang giữ chức bằng đội trưởng bên phía Real Toma. Quý Dương, Đình Kính, Minh Phương chuyền bóng cho Minh Tùng. Bóng đã ra ngoài vạch biên. Sút biên dành cho Kizuna. Một cú sút biên thẳng vào phía cầu môn. Thế nhưng đây là một tình huống khá nhẹ. Quý Dương, bóng vẫn đang trong chân Quý Dương. Xin cho Văn Hoa, không được. Xin lỗi Duy Hoàng. Và ném bình khá chính xác của thủ môn bên Kizuna. Có lẽ trời mới ướt nên mới mưa nên sân khá ướt và trơn. Bóng trong chân các bạn. Và lấy bóng khá nhịp nhàng. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Kizuna. Đưa bóng vào. Tình huống khá nguy hiểm. Lúc này bóng đã đi check về phía cột dọc bên phía tay phải. Và sút góc dành cho Kizuna. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Kizuna. Chưa có tình huống nguy hiểm gì ra. Nguyễn vào. Đấu này là trọng tài Văn Hùng. Tình huống nguy hiểm. Đã thêm một bàn thắng. Có ra vừa rồi có lẽ là một pha bắt bóng không được chắc chắn của thủ môn Minh Tân. Thế nhưng bóng đi là quá cao. Đình Tùng vào. Nói đến Di Hoàng thì anh đã ghi bàn. Đang định nói xấu anh, thế nhưng anh đã ghi bàn và... Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp 2 giữa hai đội Real Toma và FC Kizuna. Ở hiệp 1 vừa rồi, 30 phút tranh đấu thì tỷ số đang nghiêng về 3-2, nghiêng về phía FC Real Toma. Trong 30 phút vừa rồi, người có lẽ là được nhắc tên nhiều nhất là cầu thủ Duy Hoàng và Quý Dương, hai hàng công bên FC
Real Thomas. Đình Tùng chéo bóng vào cho Quý Dương. Khá đẹp đâu, có bóng trong chân rồi Hiền ơi. Không được. Vào rồi. Chuyển bóng cho Đình Tùng. Tùng ơi! À! À! Một pha phối hợp rất nhịp nhàng bài bản. Có lẽ các cầu thủ Tobama đã nắm được điểm yếu của cầu thủ bên kia à? Thế Quốc. Văn Hiền đóng nào. Pha đóng khá nhẹ. Rút xa rất tốt. Người vừa có tình huống. Xa vừa rồi là Thế Quốc, một hậu vệ của Real Thomas. Lực sút là rất căng và bóng đi tầm thấp. Có lẽ những tầm thấp như vậy là điểm yếu của thủ môn bên Kizuna. Tỷ số đang là 6-2. Thì đang dẫn trước khá đậm, thế nhưng Real Thomas vẫn rất chắc chắn. Văn Hiền rồi. Bóng đang trong chân Kizuna và với một đường lối triển khai bài bản nhịp nhàng và một hàng thủ chắc chắn. Xuân Huy và cầu thủ Real Thomas. Vâng, và đây trên khán đài quý vị và các bạn đã thấy những bóng hồng rất xinh xắn. Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, vừa rồi là do đường truyền internet không được ổn định do thời tiết trời mưa nên bây giờ chúng tôi mới có thể kết nối lại. Bóng đang mệt phần sân Real Obama. Có lẽ bây giờ tỷ số không còn là quan trọng với các cầu thủ. Điều quan trọng nhất là tinh thần và thế lực của các cầu thủ luôn đảm bảo để nhằm tìm ra những thay đổi mới, những vị trí mới và những nhân tố mới. Bạn chàng Đình Kinh Văn Hiền. Văn Trang đưa bóng vào. Văn Trang đưa bóng vào. Một tình huống sút bóng đầu ứng của Văn Trang, thế nhưng bóng bay vào đúng góc chết của
luôn bên phía Kizuna. Vâng, tỷ số là 9-2 về phía Real Tobama. Vâng, như bên khán đài chúng ta có thể nhìn thấy các cầu thủ vẫn đang tập trung cổ vũ cho đội mình. Không quan tâm tỷ số, đó là tinh thần của những chiến binh. Hay nhất trận đấu. Và góc đấy. Văn Hiền, Minh Phương chuyền bóng cho Quý Dương. Khá đẹp dành cho Văn Hiền. Xuân Huy. Minh Phương, Quý Dương. Duy Hoàng, Hoàng ơi, vào! Tuy hoạt động khá nhàn hạ và đang dẫn trước khá đậm, nhưng thủ môn Minh Tân vẫn rất tập trung. Anh luôn chọn những vị trí khép bóng tốt nhằm hạn chế những đường tấn công của đội bạn. Vâng, trọng tài bắt đầu đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Real Tobama và FC Kizuna thuộc khuôn khổ vòng giao hữu quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của hai đội. Sau đây là chương trình dành cho quảng cáo. Tạm đăng.